Kính thưa quý vị, đóng thuế là quyền và nghĩa vụ của mọi công dân vì thuế là nguồn thu lớn cho ngân sách nhà nước để đảm bảo các phúc lợi xã hội cho người dân. Hiểu đầy đủ về thuế là tiền đề để mỗi cá nhân thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của mình. Như đã biết, các cá nhân có phát sinh thu nhập từ nhiều nguồn khác nhau mà thuộc thu nhập phải chịu thuế thì bắt buộc phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Vậy, quyết toán thuế thu nhập cá nhân là gì? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu dựa trên 6 nội dung chính sau đây. 1. Thuế thu nhập cá nhân là gì? 2. Quyết toán thuế thu nhập cá nhân là gì? 3. Những rủi ro khi không quyết toán thuế thu nhập cá nhân. 4. Đối tượng phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân. 5. Các trường hợp không phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Và 6. Vai trò của thuế thu nhập cá nhân trong xã hội hiện nay. 1. Chúng ta cần hiểu thế nào là thuế thu nhập cá nhân. Thuế thu nhập cá nhân là loại thuế đánh vào phần thu nhập vượt trên mức quy định phải đóng thuế của tất cả các cá nhân có phát sinh thu nhập và được thu trực tiếp vào khoản thu nhập mà cá nhân đó thu được, hay còn gọi là thuế trực thu. 2. Quyết toán thuế thu nhập cá nhân là việc cá nhân tiến hành các công việc kê khai số thuế trong một năm tính thuế về các vấn đề số thuế cần phải nộp thêm, hoàn trả số thuế đã nộp thừa và bù trừ thuế vào kỳ tiếp theo. 3. Những rủi ro khi không quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Thứ nhất, đối với cá nhân phải nộp thêm thuế mà không thực hiện kê khai quyết toán đúng thời hạn, nếu cơ quan thuế phát hiện thì sẽ bị xử phạt hành chính. Thứ hai, đối với cá nhân nộp thừa mà không thực hiện kê khai quyết toán thuế đúng thời hạn thì sẽ không được hoàn trả số thuế đã nộp thừa, cũng như không được áp dụng chế độ bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo. 4. Đối tượng phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân bao gồm 1. Tổ chức cá nhân trả thu nhập từ tiền lương tiền công. 2. Cá nhân có thu nhập từ tiền lương tiền công ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức cá nhân trả thu nhập. 3. Cá nhân có thu nhập từ tiền lương tiền công. Phần 5. Các trường hợp không phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế trong công văn số 636, những trường hợp không phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân có thể kể đến như: Thứ nhất, cá nhân trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế có số thuế thu nhập cá nhân phải nộp thêm sau quyết toán của từng năm từ 50.000 đồng trở xuống. Thứ hai, cá nhân trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế có số thuế thu nhập cá nhân phải nộp nhỏ hơn số thuế đã tạm nộp mà không có yêu cầu hoàn thuế hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo. Thứ ba, tổ chức cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công không phát sinh trả thu nhập thì không phải kê khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Cuối cùng, thứ 6. Hiện nay, thuế thu nhập cá nhân có vai trò như thế nào? Có thể chỉ ra hai vai trò quan trọng nhất như sau. Thứ nhất, tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Như đã biết, nền kinh tế ngày càng phát triển, trình độ dân trí được nâng cao, thu nhập bình quân đầu người của mỗi cá nhân càng ngày càng được cải thiện. Vậy, việc hoàn thành nghĩa vụ với xã hội, tăng thu cho ngân sách nhà nước là quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân. Thứ hai, thực hiện công bằng xã hội. Thông thường, thuế thu nhập cá nhân chỉ áp dụng đối với cá nhân có thu nhập cao hơn mức khởi điểm thu nhập chịu thuế, không đánh thuế vào những cá nhân có thu nhập thấp. Điều này giúp làm giảm sự chênh lệch giàu nghèo, đảm bảo thực hiện chính sách công bằng xã hội. Trên đây là những thông tin chính về việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Rất mong rằng quý vị đã có được cho mình những thông tin hữu ích. Chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo. Truy cập website accgroup.vn và nhấn đăng ký kênh YouTube Công ty Luật ACC để cập nhật được những thông tin mới nhất về pháp luật.